Bắt xuống bắt lên dò quá. Lên dò quá tôi kéo quá. Dò nó kéo kìa nè. Nhiều mất ta tôi nuôi đời mơ ông hậu mỡ. Mời kia vô kìa bé Kiều. Đây nè. Hello mọi người. Dạ nè. Giờ là bà con đang tập trung lại làm đèn pin trước để tấu sợ mưa làm được. Nhà bây giờ là bánh té cháo sữa rồi nước suối rồi đèn cày thuốc tây đèn pin đủ đó đủ hết rồi cạp sách vở rồi bánh té rồi thuốc đây nữa nè. Cái này là những cái loại này là của anh Thanh Sơn diễn viên ở trong Sài Gòn gửi ra cho Tâm, gửi từ đợt trước rồi nhưng mà mình không có thời gian mình ấy. Đợt này mình về là mình đem cho bà con cái cho đèn pin này cái tiện ghê không đó. Thằng này mình lớn luôn á, sáng hơn luôn. Cái này hết pin chỉ bị bỏ pin vô rất là tiện luôn đây. Cái này ban ngày mà mọi người thấy còn sáng cái này nè đó, cái này là hết pin là cấp bấm bỏ ấy sao mà bấm bật lên thử bà bấm bật lên thử coi thử là nó có pin không nha. Không bà bấm nhìn cái đây nè, cái thân này nó có cái mũi tên nè, là mình bỏ xuống dĩa mở tiên xuống bật chỗ nào nhấn vô cái nút xanh nó thêm nát lên đâu ấn luôn á. Nhờ hàng lớn tuổi làm mệt quá cái me cái sàn cái này thọt vô cái đây đúng không ra đúng không cái gì thọt vô cái gì đó. Cái đầu mà nó có lò xo là cái miếng mày để cái này nè qua cái miếng đó đúng rồi mày bỏ xẻng hết vô cho người ta luôn đem đây tan thôi chứ bằng để nó công á lên nó không lên vậy là bỏ lên đâu ra con coi bà bấm bỏ viên xe đằng này rồi bà bấm dạng chưa kỹ á mà màu cá nè đó thứ sáu làm được rồi đó nè bốn dạng kỹ vô chứ ấy dạng hư đúng không đâu vậy bóng lên pin là bà bóng bỏ đầu ngược xe pin đâu đâu bấm vô thuộc cho cháy các mọi người ơi giờ cất bóp rồi là chắc tới me rồi chắc tới me rồi bò con tới me mới lao làm xuống đi chứ này nó tấu bốn mười bốn bỏ xe pin rồi bóng ơi cái đầu nào mà có lò xo á là cái đầu này còn cái đầu mà có cục này là không phải á. Cứ cái nào có lò xo là mình nát vô đây, mình bỏ vô. Là sang. Hồi nãy mày tính cũng làm lộn á, có chừng đút. Nè nè, bà bóng nó nói lộn người khác mà biểu sao biết đây. Đây đây nè. Đây đâu mà tính ấy rồi. Đó, thuộc một cái. Chu cha ba viên mà đúng được đúng một viên thôi. Biểu đèn nào nó lên. Ấn bà bóng luôn ha. Rồi đây bà bóng bỏ vô nè, rồi bà bóng dạng nè. Cái làm cái tràn cái đèn cái tấm bè thì cái tấm mốt có gì đâu. Nè, cho vui mà. Mọi người nói em đừng có 500 một mình chị. Chết cho sao nó không lên pin luôn. Thì cái nào không lên pin thì ấy. Thế rồi bà bóng phá mất một cái đầu đầy nha Cam. Mù. Bà bóng mới xe luôn ba điên pin dài bà biểu sao. Con bó lẻ rầm cái kìa. Chưa nãy con tưởng là đúng rồi, người là xe luôn. Xuống kiếm cái gì bà Nam, chị á bà Nam. Xuống đây kiếm bà Nam. Đi anh do quá, đây nè. Nè thấy ở bên nhau quá nè mà nó hết đâu ta con đó mắt ta là con gỗ nó dễ còn cái này là mắt ta cùi lấy đầu đó con đó mắt ta dễ rửa ổn mà có mắt ta mà mày có em đừng có quên quá cho mày kịp rồi sớm rồi đó đây cô bố nè thầy sói ha cái này á là mình đi đêm mình có thể ngậm vô ha đó được khe ké rồi đó ké nào bỏ pin vô đầu để riêng ra nha đó đưa đây con bỏ vô đánh hộp vô để là người khỏe được hả? Để cái dây nó thấy cái dây nó ở dưới. Không cái dây trên nhá. Chu cha nhờ chắc mấy tí mấy ba bà bốn rồi đây chắc tới mè thiệt á. Cái con mốt. Tiếng một đống nó hưng cam. Cái cam ké. Đây đây con kéo pin ra cho nè. Mất ba ngầu ngán thôi chứ bệnh mà ngầu đó rồi chết. Một cái đó chết 3 ngày chưa sang á. Quá. Ớ nghe. Thử chi. Tối nay cô ba rồi gì muôn rồi tập trung lại làm thì coi thử tính tập trung lại làm để hỗ trợ bà con đồng bào
con đi hỗ trợ chứ. À qua bác mà đi chắc từ đây mà bác đi tới nơi chắc cũng tám 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 tháng nha. Bà tám đang thử kìa bà sáu. Bánh rầu cha. Tiếng sáu là nãy giờ làm nhanh nhất á. Mẹ là đã xe nữa thấy chưa? Chỉ đâu đó. Con chưa kịp dạng vô nè. Nó lên đèn rồi nè thấy chưa? Rồi test luôn. Trúng đạn đi, trúng đạn đi. Giờ mà bóng trúng coi gương mặt con bóng vui vẻ thế nào. Hồi nãy giờ đó người ta làm chục ké rồi, bây giờ mới làm được một ké vô mặt. Mà tính dạy nó xanh không dạy. Dạy đầu vô không dạy, dạy đầu xanh vô. Tay tay cho trời ơi. Cháy rồi. Nào chơi không sao té. Con, đừng sao té. Để lại. Xanh, đừng sao té. Nhắm vô cái nút xanh luôn. Chị tám má mì hả? Ê, ai hãy. Ơi, em. Trời. Anh đi tìm hả? Không, con đi bấm hồn. Bấm hồn gì vậy con? Lấy kia kiếm. Con. Bà đây vô đầu đây chứ bà sáng mà. Tự nhiên cái bà đi ngon qua tưởng bà nào hồi xóm gì. Nhắn vô đây chứ. Nhắn vô đây chứ. Nhắn vô mà coi cái đầu sau nha. Ủa làm gì đây nha chị? Ủa đang làm đồ để ngày mẹ đi hỗ trợ cho bà con nè. Đó, điện pin rồi nè. Ban ngày mà nó sáng như vậy, ban đêm mà chịu gì nấu nữa. Thử nha, test cho mới bỏ vô bóng nha. Đi bóng cái gì vậy em? Đang quay phim hả? Đừng có quay phim. Quay YouTube bà. Ai biết bà vô đây rồi bà kêu không được quay phim. Quay quả cho tôi. Quay quả cho tôi đó. Tự nhiên đi ngang qua nhà mẹ tính cái chạy vô rồi cái kêu đừng quay phim. Người ta đang quay phim chị nhờ vô. Nhờ vô không dám đâu. Đâu có so ra mà đi bắn hòn bây giờ hôm nãy ghé như nhà chăm tay chút không được nè. Qua đường ké rồi đó. Tôi cho bắt ba nãy giờ ba tháng mới được ké đó. À, bắt qua cái tao bắt qua không có hòn lần quỳnh lắm. Ý là nó tăng. Giờ bây giờ bà đi bắn hòn hay bà vô đây bà chơi? À đi bắn hòn mà gặp chị vô chơi hả? Bà bắn hòn gì vậy? Bánh gì con? Mày đi đâu trên núi đi xuống nãy? Đó, con tự nhiên người ta đi bán hàng cái mẹ kêu con mà đi con mẹ xuống rồi đó vui má ủa tao nóng lên miên ra lầu con cũng lẩu rồi thì đó bữa nè cái đây những gương mẹ làm nè chính xác bữa làm mình mới nghe kìa nè cái là bấm thấy đường cái bây giờ nè không thấy đường nhìn cái lầu xo à cái này là tại cái lò xo nó bị hư rồi không thấy nhìn cái lò xo chị ba đưa bảo qua đây nhìn mát mũi không thấy đường mỏng bây giờ nhìn trước có lộn sao ấy là nhìn có mũi tay nha có mũi tay gì cất á tôi có thấy có mũi tay hai chị nó cá có mũi tay nha tao mũi tay chị đi xuống cho nó dễ bởi mấy mà không thấy đường chứ nói vậy thì vậy mới nhíu má ủa gì kỳ vậy ta cái này đúng rồi mà sao lại không lên đèn ta con ké nào nó ấy thì bỏ ra chị đuổi qua anh tậu bắt công ta kêu cho đồ không sót nữa mà đúng rồi bây giờ mình bỏ luôn cái đầu biết là nó mừng mà từng cái gì nó không sót nó tậu mới chứ cái nó cái ôi trời con thôi tôi không sót nhân ta còn không nói vậy sao chứ không cho tôi không sót tậu rồi lên hả làm sao rồi bỏ qua làm trước cho để tối mà tập trung làm chứ tới me thì chưa sao thì cái làm ở đây thôi mà nó lộn đầu lộn đuôi nát tối không thấy đường nữa đúng rồi đúng rồi thì đây đưa bên ngon ngó đây con xé ra cho nè xé đi ấn ghê luôn á già cũng có móng tay rồi làm quê nó ấn quá quê nó mệt quá con về con bữa con về con đen con ốm con chưa kịp lên ký chưa kịp trán giờ về nữa đó hôm qua mày hôn bắt qua mày hôn nó kêu tại quên đi đi một mình lỡ lôi ra đuổi tới chuyện không từ qua cái này còn pin nhà được không không mở như thử coi thử là nó có sáng không thử coi nó kêu thì nó liệu xe bút sức mấy kia thấy có lo em nói mày xong rồi nói cái biết tôi kiếm mình bận mà nghe vậy đi à không rồi vậy được rồi cái nào có pin nào thì thằng một hồi nữa có dư pin đó thì ngày mai mình bỏ vô cho ta lắp pin kèm ta tặng một cái đèn pin kèm thêm một lắp pin nữa đầu thuốc nè đầu chó nè bánh tre sách vở sữa đèn cày nói chung là mấy cái thiết yếu mà khi mà mưa gió lũ lụt mà mấy cái đầu tiên chứ bên ai bị vừa biết rồi mà dạng cực quá không có đường vô tường dạng cực quá đi nó bị ái nó xong rồi chứ mọi đi gì bà đây mới bỏ lộn đưa đây con kiểu bà đừng có nói mày hồi nãy giờ đâu tôi nhiều nhất nghe bà đừng có nghĩ mà bà thấy tôi nhiều nhíu vậy mà bà cười tôi nghe nè
Ừ, yên tâm, nó chạy với tôi cái để ấy, tôi cũng lao thành của tôi thấy cho tôi cũng nắm tay đường đổi biên lệ mà cháu cháu nè, nếu vậy thì giỏi lắm à, chứ đừng có khinh nha. Nãy bà bỏ luôn ngược đầu á, đây nè, cái mũi tay này đi xuống. Sao cái này nó cứng vậy? Cái mũi tay đi xuống hết nè, để lên binh nè. Này sao binh yếu vậy? Cái mũi tay này đi xuống nè. Sao mẹ cáo mà nói chuyện hay dữ lắm rồi. Trước khi quay chuồng mà chưa tới để cho đồ máy bay nè, để rồi sau đây còn vẫn quay pha đây là cái bị hư đó. Cái này của Nhật đó, lưu ấy luôn miền Japan đó, lưu ơi này lấy cái do mẹ à, để mày vô mà lấy đi, lấy vô đi thiết, để rồi đem vô lấy vô vô con lấy vô qua gọt kia cháu vô à. À, làm cái này rồi đó, cái tới mới tấu thì cái chứ. Làm sẵn cho người ta đem lên cho thôi mà, chỉ để người ta không biết làm nữa. Ô cái này bị hư rồi trời ơi, uổn ghê không? Chưa, cất cái đèn mà kia. Đây nè, dày thì được, mà dạng kỹ, dạng lãng thì được, mà dạng kỹ vô thì không được kỳ không? Cái này là làm xong rồi đó hả chị? Không, cái làm xong rồi cái này nè. Rồi rồi rồi. Không đổ này ra. Cái nồi sang rồi bỏ đánh vô trong cái đó để giùm chị. Rồi bà này bắt đầu đi bắn hàng, cái bà ghé vô đây bắt làm biên luôn bà giỏi đó. Đi bắn đi. Cầm cái này thì nó không lại đi. Bà bỏ là cũng đánh chết luôn á. Tại vì mình bảo biên đồng hồ và mình biết. Cho nó lên với đâu có người con. Cái nào không lên để riêng ra đi hầu kiểm sao. Cái nào lấy riêng ra mình ra. Thôi thôi chứ con lấy được một cái riêng ra. Thì mỗi người hầu phát, mỗi người kén thấy. Để dành mà, lúc có chuyện gì là bật lên mà. Thấy không? Cái dĩa phỉnh nóng á. Không biết gì. Lớn cho hàng tôi ra đi đâu. Ăn ngủ bó khoai nhau mà. Ăn ngủ bó khoai nhau đây đâu mà. Cái này nó sức mắt rồi, người ta coi thử ta. Nó sức có cục có ra rồi phải không? Đúng không? Dạ. Yeah. Rồi thử. Ấy rồi sao không? Bữa rồi nó ấy nó làm sao? Uống quá đi. Uống cho chưa xót vô mà nó thấy nó bông mắt rồi sao mãi rồi đó. Ôi trời, nó làm nhiều cái không bị lầm rồi chứ ta. Vậy? Vậy cho nên mình mua mình bị lầm đó quả. Không phải á, mình cũng phải thử chứ chị. Bỏ cái coi này mà cơ mà xung phan rồi đó. Ớ không à. Xung phan rồi. Để tao bỏ cho. Tao làm được mà, tao ngồi ghế cho tao làm được. Nè. Cái này nhé sôi trời. Nhé sôi trời. Cái này nhét không vô. Cái này nó làm ngén hơn so cục pin. Đúng á. Sau rồi nó lột cái bực cái lột sau thấy tậu quá mà lột ấy rồi nên nó chỉ biết nó gì nó biết lột tậu không chứ. Chị Nam muốn ăn thêm mình chị ăn. Rồi nó đâu không biết kêu gì thấy nó tậu quá. Ok, nó làm ngén hơn cái này mà. Nói mà nó cắn cái gì.
thì mình chưa có đến nỗi gì đâu. Làm được rồi, cái này dễ mà. Đừng có thon ngán cử gì à. Đem lên tặng là phải có đèn chứ. Đem lên tặng cái đèn hư cha, tặng làm gì? Vì bằng tiếng nữa. Đó, ngon lành. Đây là cái tỏi cho mình ăn. Đây, đây là thuốc gì đây? Đây là vitamin C à. Cái này viên ngậm á nè. Kéo C. Ngậm cho tan từ trong miệng. Cái này là giống như là tăng cường vitamin C cho bản thân mọi mọi người á. Này con nít người lớn gì cũng ngậm được hết. Để coi còn thuốc gì nữa. Đây, paracetamol. Thuốc nhức đầu hả? Nhức đầu giảm đau á. Nhức đầu giảm đau nè. Cái này là hạn sử dụng tới năm 2023. Cái nào cũng hạn sử dụng tới năm 2022 nè. Cái này là quà của anh Sơn anh cho đó. Mình bây giờ đi phát hết ra. Còn cái này là cái gì đó tê? Câu xoa bóp. Nghe xoa bóp nhức mỏi đây. Cái đó đỡ lắm á. Đây. Đây một câu tẩy cho bốn hũ nè. Đó, bạch hổ hoặc lạc cao đây. Ngoài da xoa lên những chỗ đau và bị huyệt vị. Đó, cái này là đi tặng cho mấy người cụ già đó, mỗi người hũ hũ là cậu thích lắm. Như quê chứ ghiền cái này lắm nè, ghiền dầu rồi đó. Mẹ đây mẹ cũng nhắc mổ nói. Mẹ mẹ cũng ghiền nè. Mà xuống bắt qua mẹ thấy đây chắc ông là một giả. Anh tấu ngậm qua bây giờ cũng quá bà nội luôn. Quá bà nội mà hầu đó luôn. Anh quá bà nó mua cái thứ dầu gì đó. Đó, thuốc đây là ngày mai mình phân ra một phần như vậy là một phần thuốc. Mỗi nhà là một phần thuốc, một mấy vị kẹo vitamin C, một phần dầu. Vitamin C nhiều à. Trời ơi, lẽ lo đâu bịch ra vậy. Chỉ thử trước khi người ta thử chứ. Mình phải thử trước nha. Ngon. Vitamin C mở cái gì đâu. Cái xe đó rồi. Nhưng mà chế nhỏ nhỏ thôi nha, chứ chế tẹt ra giờ nó hết luôn á. Này cỡ đây con bỏ vô miệng 10 viên con nghe cái rụm hết đâu. Ngậm tí nghe luôn. Một ngày chỉ được ngậm 24 viên ngậm. Từ người lớn từ 5 đến 10 viên một ngày đó. Trẻ em 2 đến 6 viên một ngày được mà. Này để tăng cường bổ sung vitamin. Tăng cường sức đề kháng. Được, mấy cái này để cho mấy đứa con nít. Mấy đứa học sinh á. Chắc cái này mà nó bị hư rồi. Hả? Cái này bỏ pin vô nó bị hư mất rồi. Có chân qua bị bỏ lộn đầu quá. Không hả? Mấy này đầu phải không em? Đầu quá không? Đầu xong bỏ vô luôn nó cũng sợ. Trời ơi. Được rồi. Con bị mấy cái bị hư uổng như trời. Này không em. Qua thử con cái này để cho đàn ông thì ông nhìn ông sửa chứ mình không biết luôn rồi đó. Đá chát mẹ cũng bị giống con rồi. Mẹ cũng bị mấy con rồi. Đá đây cũng không được. E bỏ cái này, bỏ đầu ngược mà biểu sao mà kêu binh mà hư. Tôi lại. Không biết ai đó, cái đá mẹ chưa có này. Đó coi nè, giờ mém không bỏ cái binh đâu. Đâu, cái gì vậy đó hay cái nào nó không khó mà. Bỏ lộn á. Bỏ viên rồi, bỏ lộn rồi. Cái bỏ lộn như đâu khi mình bỏ nó chưa có xíu cái viên pin. Cái này thì nãy giờ con sửa mấy lần rồi mà chưa được nè. Còn cái này thì bị sức cơ que rồi, xì cơ que rồi. Cứ viên bỏ không ư? Đã đặt thì... Em bắt cái hộp này sang rồi để qua một bên. Này của Nhật chứ bộ dở ngoài. Nó đụng vô khăn còn dạng mà trộn vô mẹ trống pin nó nào nó xóa rồi. Chưa kịp chạy nó đã xóa rồi. Nhìn thôi nha, mình nhấn cái nút của trên sẻn rồi đó quá. Nó đặt sẻn. Nè nhanh mà. Nó thuộc mà. Thử nào lên quên. Đâu, bè đây con lấy hộp khác. Nó lên quên. Cái này chưa đầy bóng. Cái này chưa đầy bóng. Đừng nói một trăm để cái gì sẽ nói tóc qua mà là. Tôi mua có bên đây tôi gửi cho ngọt, phải mua cho tôi, tôi đi lấy cho mình. 24, 448 cái rồi nè. Cái này chưa bà Sám? Chưa đó. Đây. Cái nồi xăng rồi, phải ra từ từ đi con ạ. Đó, cái đó chưa đó.
cái vỏ thì ra cái lần quá mà hào thưởng cho sáu cái liền nó phân tung nét miếng này nó phân đâu rồi bà bóng cư binh à đúng rồi bà bóng cư binh đây được rồi đúng không bà bóng cư binh nãy giờ mà vừa có cho con bà bóng đúng cứ binh từ nãy giờ mà còn không đủ kịp tụi con làm luôn mà bóng mà binh nào bà bóng ơi binh đây binh đây binh rồi cái hầu nó nhảm bao nhiêu thì bây giờ nó chặn lắm vô hồi bóng rồi sáng rồi cái hầu kia bóng một kiếu em thấy bên bao nhiêu phút rồi 15 trời ơi về dữ vậy sao thôi bye bye mọi người đây về quá à về đó bye bye mọi người tối nay làm tiếp ở đây vô ở đây nữa chơi.